Em vô đây được không? Không, không đây được không? Ở đâu? Ờ, phải bái đi. Không ngủ, không ngủ. Đây, đây Linh Ninh dẫn Tiên sang phòng ngủ. Đâu đâu, phòng ấy thì cũng được. Phòng này. Đây, đây là phòng ngủ của tất cả anh em, của anh em team ngủ chung, hoạt động chung. Đây, để mở cái điện. Đây, mở điện cho anh em, mọi người xem. Ôi, nhìn ở Angola nhưng mà nhìn rất là Việt Nam mọi người ạ. Quân đội mà, như nhìn từ bộ giường nha, tủ nha, cửa sổ luôn, cái cửa sổ rất là Việt Nam luôn. Nhà chê xây kiểu Việt Nam mà. Cái kiểu mà mấy cái thanh ấy, hoa hoa đi, y như nhà mấy nhà Việt Nam luôn á. Đúng rồi. Anh hàng mấy cái hoa gì luôn hả? Ủa hay vậy? Từ làm hết. À, phòng của đàn ông nhưng mà rất là sạch sẽ. Đâu, sạch sẽ đâu, bừa buồn đấy mà. Không, do là như vậy là nhà đàn ông nên là như vậy đấy. Ủa như nè, trời ơi, mình đối với sếp mới có hai bà giúp việc. Bình thường nếu mà anh em mà để mà anh em tự dọn dẹp thì chắc là đây là một hốt rác đấy. Tại vì mấy ngày mới về nhà một lần mà, chứ không phải là về thường xuyên đâu. Vâng, đều đi nhà vệ sinh nữa. Có cần không? Anh cần không? Đã là review nhà chứ phải review từ hai đến nhiều không? Ngoài thì 100%. Là tin nhà sẽ xin cho mày không? Không, không được. Không được đấy. Chắc không? Cứ vào đây. Đây. Dạ bà nói thì ôm đi. Đây là mọi người chỗ của mọi người phơi đồ. Không, nói chung được cái là ở đây sân rất là rộng rãi. Một chút là thao chỗ hôm nay. Nghĩa giống như phòng một cái phòng làm việc vậy đó mọi người, hình như là chỗ anh Linh livestream đúng mà đất nè. Thì nghe chỗ đang chỗ anh Linh hay livestream đúng không? Đó không? Baby đúng không? Gật đầu ấy coi, đẹp chứ không thấy gật đầu không? Gật đầu. Một cái phòng rất là sạch sẽ. Đây là phòng Tiên ngủ ngày hôm nay. Và hết ngày hôm nay thì ngày mai Tiên sẽ lên đường đi Luanda. Và ngày mai đường Luanda xong thì ngày mốt bắt đầu rời khỏi Angola và bay